tập tiếp theo, hành trình quay ngược thời gian tìm về một thuở vàng son. Một giai thoại đã hằn sâu vào ký ức và văn hóa tinh thần của người dân Nam Bộ. Câu chuyện về sự thay đổi của nhân sinh và kiếp sống. Đón xem Hành trình văn hóa Việt tập 10, giai thoại Công tử Bạc Liêu, được phát sóng lúc 19:50 ngày 20 tháng 5 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.